Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Trước mắt các bác đây, hôm nay em đang giới thiệu bác là hai con lọc không khí của Daikin nhé. Daikin, dòng nó có dầm mốt nhé, lọc không khí khô, không có bùa ẩm các bác nhé, nó không dùng bùa ẩm. Các bác đây là một con này nhìn giống như cái mắt thần đấy. Thứ cái mẫu này nó rất là nạ các bác nhé, vì là nạ. Để biết cái mắt này nó làm gì nhưng mà nó giống như mấy con máy lạnh điều hòa của Mitsubishi ấy, kiểu như thế. Đây là cái giờ mốt của nó, tiếp trên em sẽ quay bác xung quanh cái hình thể của nó nhá. Đấy, con này màu trắng. Đó. Mấy cái tai này nó gãy, này tai nó quấn dây điện đó, thì chả có gì cả. Đấy. Máy thì còn đẹp nhé, không có bị vỡ viết gì. Đấy. Cái chỗ này nó để cái miếng phổi than đó. Phổi than gì của máy. Con bên này thì nó còn nhá, con bên này còn nguyên đấy, nguyên cái miếng này đó, nhưng mà dây nó bị đứt rồi. Em sẽ đấu dây các bác nhá, anh nhìn dây đứt chưa đó, cái kẹp vào đó. Đây là 2006 hết đó nhá, 2006 65W. Còn con bên đây là 61W nhá. Đấy, thì đây là cái phổi phía trong. Đó. Con này còn hai phổi bác nhá. Đấy, còn hai phổi. Hai cái miếng phổi xếp này. Còn đây này. Đấy, đẹp chưa các bác nhìn này. Đấy, ngọc điện nhá, ngọc điện còn rất là đẹp. Đấy, đây là miếng phổi xếp của nó nhá. Phổi xếp này 100.000 một miếng, hiện tại trên thị trường đang bán có hết phổi thay thế nhá. Lọc điện nổi tiếng của Daikin là Shimmer. Bên ngoài nó thì có một cái lọc bụi thô. Đấy, sau qua phần lọc điện này, lọc điện nó sẽ bắt lại ở trên cái mấy cái thanh điện trong đó đó các bác. Là mấy cái thanh sắt trong đấy. Đó. Bắt đầu mới tới được phần lọc mịn của nó nên khá là sạch sẽ đó nhá. Đấy thì công nghệ nó độc quyền mà. Đấy. Hôm nay thì hai con này, còn hai con này em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy. Con này thay dây ấy, hoàn chỉnh ấy, thì là 2 triệu các bác nhé, thay dây. Đấy, báo ship cho bác luôn nhé. Đây là giờ mốt của nó nhé, có chức năng eco này. Đấy, mình chỉnh tự động này, tắt mở này, khóa bàn phím này. Đấy, rất nhiều cái bác về hay lắm. Đấy, mình chỉ cần điều khiển từ xa thôi, không phải tới gần. Đấy, con thứ hai thì giá của nó là 1.9 triệu các bác nhé. Đấy, con đầu tiên thì giá của nó là 2 triệu, báo ship luôn. Con này là 1.9 triệu nhá. Con này cái mắt nó rất là hoành tráng này các bác này. Đấy, rất là đẹp. Đây, hàng thì em chưa có vệ sinh đâu nhưng mà máy nó còn rất là sạch sẽ nhá, bên trong cũng rất là sạch. À, máy đây, nó con này thì có một miếng phổi thôi. Đấy, con này chỉ có một miếng phổi, một miếng phổi còn dư ở trên mà một miếng phổi đang trong máy. Đó, còn rất là mới nhá, đẹp. 1.9 triệu nhá, bác sĩ các bác luôn. Đây. mắt thần để làm gì không biết. Mấy mẫu này thì nó hơi lạ một chút các bạn. Rồi, ok các bác nhé, bác có nhu cầu thì alo cho em, số 2.9 nhé, bác ship luôn. Tắt máy này. Đó, tắt máy rồi các bác thấy không. Đây này, mình không phải đi tới gần. Đây, những con này có remote thì thường thường nó sẽ cài cái chỗ remote này, cài vào đây này. Đó, các bác thấy chưa. Đó, remote này bây giờ đi mua không có đâu á, chỉ có theo máy mới còn thôi. Đây nhá, đấy về bác chỉ cần lau chùi xung quanh nhá, xài. Con này không phải đứt dây nhá, con kia đứt dây thôi. Em sẽ đấu dây lại, con này đứt dây thì xin lỗi các bác, con kia đứt dây đấu dây lại, con này dây nghiêm chỉnh. Ok nhá, thank you các bác nhá.